Chào bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách tạo nhiều mẫu đề xuất cùng một lúc bằng file Excel. Như chúng ta đều thấy, các công ty đều có rất nhiều mẫu đề xuất, trung bình từ 20 đến 30 mẫu, và việc tạo thủ công thì mất rất nhiều thời gian. Chính vì thế, bạn cần tìm hiểu cách tạo nhiều mẫu đề xuất cùng một lúc thông qua file Excel. Đầu tiên, bạn sẽ vào phần nhóm đề xuất và chọn vào đây. Bạn sẽ thấy mục upload loại đề xuất. Nhưng trước khi upload, bạn cần chuẩn bị một file Excel. Bạn sẽ phải tải file Excel thông qua đường link ở dưới video này hoặc link ở đây. Khi tải về, bạn sẽ thấy một file Excel với nội dung như sau. Sau đây mình sẽ giải thích chi tiết nội dung của file Excel này. Cột đầu tiên là tên của đề xuất. Tiếp theo là người duyệt. Bạn sẽ nhập username của người duyệt. Nếu có nhiều người thì bạn phân biệt bằng dấu cách. Tiếp theo là người theo dõi. Bạn cũng nhập tương tự như người duyệt. Có cần thông báo đến người quản lý trực tiếp hay không? Bạn chọn Yes hoặc No. Phần quy trình xử lý, đồng thời là Parallel, lần lượt là Sequential và chỉ cần một người duyệt là Single. Category là phân nhóm. Bạn muốn đề xuất này thuộc phân nhóm nào? Ví dụ hành chính nhân sự hoặc là Marketing, vân vân. Bạn cần mô tả cho đề xuất này. Tiếp theo, đề xuất dùng cho bộ phận nào? Bỏ trống nghĩa là dùng cho cả công ty. Nếu dùng cho bộ phận cụ thể, bạn sẽ điền username của bộ phận đó theo phần nhóm ở trong Base Account. Thời gian để xử lý đề xuất, bạn nhập số giờ. Tiếp theo là các trường dữ liệu cần nhập. Bạn sẽ thiết lập theo cú pháp sau: tên trường dữ liệu, dạng trường dữ liệu nằm trong ngoặc vuông và có dấu sao ở cuối. Bạn có thể xem các trường dữ liệu ở màn hình sau đây. Ta có tên và mã trường dữ liệu với từng trường. Sau khi điền đầy đủ các mẫu đề xuất, bạn sẽ lưu lại và tải file lên hệ thống. Ở đây mình có một file Excel gồm 2 mẫu đề xuất. Bây giờ mình sẽ tự tải file này lên trên phần mềm. Sau khi tải lên, bạn sẽ thấy giao diện file trông như thế này. Vậy là bạn đã thành công khi tạo nhiều mẫu đề xuất cùng một lúc. Công việc tiếp theo của bạn là tổng hợp các mẫu đề xuất của doanh nghiệp, sau đó viết lên file Excel theo quy ước và cuối cùng là tải file Excel lên Base Request. Như vậy là bạn đã thiết lập xong các mẫu đề xuất cho doanh nghiệp của mình. Chúc bạn thành công! Nếu có thắc mắc trong quá trình thiết lập, bạn có thể đặt câu hỏi qua đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Để tìm hiểu nội dung tiếp theo, bạn sẽ click vào nút hoàn thành và tiếp tục.